các loại đất vàng trong cái năm 2024 và 2025 chắc chắn là sẽ tăng giá nhá. Cái loại thứ nhất là đất nền nằm trong khu dân cư. Do trong cái luật sửa đổi đất đai cái năm 2024 đúng không và sẽ áp dụng vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024 thì cái cấm phân lô tách thửa đó và dẫn tới là cái nguồn khan ấy hiếm về cái đất nền đặc biệt là giáp khu dân cư hoặc là ven khu dân cư hoặc là nội đô nhé ven đô bây giờ các bạn biết giá đều tăng giá lên từ cách đây một năm trước thì giá nó đâu đó ở quanh cái khu vực như Vân Canh, An Khánh, Ngoài Đức này thì giá nó khoảng tầm là 70 triệu đến 80 triệu đồng một mét vuông thì đến ngày hôm nay thì đã lên đến khoảng tầm 100 đến 120 đến 130 triệu đồng một mét vuông có những nơi tăng đến 160 triệu đồng một mét vuông như vậy là đất ở cái khu vực dân cư thì các bạn biết là sau cái năm đại dịch đúng không thì hầu như ai cũng đổ xô đi mua những nhà ven đô hoặc là ven biển đất nghỉ dưỡng nhưng mà uh, sau khi mà lãi suất ngân hàng tăng lên ấy, thì hầu như uh, mọi người mới thấy được là những cái nơi mà bất động sản có giá trị ở thật tiện ích bệnh viện trường học khu vui chơi giải trí hoặc là cũng là do một cái phần yếu tố gọi là tức độ đô thị hóa và như các bạn biết mỗi một năm như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cứ hàng nghìn sinh viên, hàng chục nghìn sinh viên ra trường và cái nhu cầu người ta ở lại à, thành phố để mà có an cư thì mới lạc nghiệp, có nhà, có đất đúng xây dựng lên à, và tốc độ đô thị hóa thành ra khiến cho những cái khu vực đất nền ở trong gần khu dân cư hoặc là trong khu dân cư nhé, sẽ tăng giá và trong cái thời gian năm 2025 khi mà luật sửa đổi đất đai sẽ được áp dụng là cấm phân lô tách thửa thì cái nguồn cung ra ngoài thị trường ấy rất là khan hiếm vì vậy mà tôi xin chúc mừng những ai đó đã sở hữu cái đất nền trước năm 2024 đó và đến bây giờ là giữa năm 2024 rồi thì ai trong số quý anh chị sở hữu trước năm 2025 thì xin chúc mừng quý anh chị và cái loại bất động sản thứ hai đó là bất động sản nông nghiệp thì như các bạn biết đấy trong cái thời gian tới theo cái luật sửa đổi đất đai sẽ được áp dụng vào 1 tháng 1 năm 2025 thì những cái loại đất nông nghiệp sẽ được đền bù theo cái đơn giá thị trường vì vậy mà cũng khiến cho cái đất nông nghiệp sẽ được tăng lên tăng giá lên đúng không và cái điều thứ hai đó, thời gian tới thì là tất cả các doanh nghiệp uh, mà muốn mua bất động sản nông nghiệp ấy thì đều phải có tín chỉ carbon tức là tín chỉ carbon đây là những cái doanh nghiệp đó vào đấy sản xuất hoặc là uh, làm nhà máy hoặc là mua bất động sản ấy thì uh, chúng ta cần phải có cái cái chứng chỉ đó là giảm cái hiệu ứng nhà kính co 2 giảm xuống đúng không? và đặc biệt nữa là bất động sản đa dụng thì trước đây chỉ có thể là trồng cây hoặc là nuôi trồng thủy sản hạn hoặc là trồng lúa đúng không? À, thì đến bây giờ à, là có thể là làm quán cà phê hoặc làm khu nghỉ dưỡng rồi làm homestay tất cả những cái bất động sản nông nghiệp đến bây giờ thời điểm này nhé trong cái năm sau khi mà cái luật sửa đổi đất đai thì chúng ta cái đất nông nghiệp đa dụng sẽ được rất là nhiều người săn đón vì vậy mà à, đây cũng là cái cơ hội để cho quý anh chị có thể là săn lùng tìm cho mình những cái bất động sản nông nghiệp đúng không ạ cái thứ ba đó là đất trồng lúa thì như các bạn biết đấy, trước đây người thành phố hoặc là người Việt Kiều không có sổ khẩu ở Hà Nội hoặc không có sổ khẩu ở Việt Nam thì không có thể là mua bất động sản được nhá ví dụ như người Hà Nội chẳng hạn như tôi ở người Hà Nội không thể là mua bất động sản lúa tức là không thể mua đất trồng lúa ở quê tôi là quê Thái Bình hoặc là Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó không thể mua được đất trồng lúa bởi vì là đất trồng lúa chỉ có được sử dụng bởi vì là cái vấn đề an ninh lương thực đó. Vì vậy mà à, cái vấn đề an ninh lương thực rất quan trọng. Nhưng mà trong cái thời gian tới thì bất động sản à, nông nghiệp sẽ được các doanh nghiệp, các công ty được sở hữu bất động sản nông nghiệp có mục đích ví dụ như là chúng ta mua là chúng ta có thể về canh tác và gia tăng cái cái tài sản trên đất ví dụ như là uh, gia tăng năng suất đó uh, trên cái khu đất trồng lúa đó vì vậy mà uh, trong cái thời gian tới nếu mà trong trường hợp mà những cái công ty hoặc là những cái người uh, ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh tức là đô thị thành phố muốn mua bất động sản trồng lúa thì đây cũng là cái cơ hội để cho quý anh chị có thể là mua hoặc là những cái người uh, việt kiều ở nước ngoài à, trước đây đi xa quê thì đến bây giờ có thể quay trở lại mua những cái uh, trồng lúa để mà gia tăng sản xuất kinh doanh đó và uh, như các bạn biết ấy, đất trồng lúa thì cũng có hoặc là đất nông nghiệp cũng đều có những cái cơ hội nó phát triển một cách thần tốc hơn khi một cái con đường nào đó đúng không? hoặc một cái dự án đó, nó chạy qua thì đất trồng lúa hoặc đất nông nghiệp là uh, bây giờ giá trị nó cũng rất còn thấp đâu đó ở như thái bình thì nó khoảng tầm 30 50 triệu đồng một uh, một sao, tức là 360 m vuông. Vì vậy mà tôi thấy rằng là trong thời gian tới nếu mà quý anh chị đang sở hữu uh, đất trồng lúa hoặc là đất nông nghiệp giá rẻ thì quý anh chị đừng bán đi nhá, kẻo là bán đi rồi thì sau một thời gian nữa uh, một số những cái doanh nghiệp hoặc là những cái cá thể người ta lập ra những cái công ty người ta về người ta thâu tóm giá rẻ, sau đó rồi chúng ta lại phải mua lại với những cái giá nó đắt hơn, đúng không? hoặc là chúng ta mất đi cái công cụ để mà uh, cấy lúa để mà tạo ra những cái công ăn việc làm cho chính quê hương của chúng ta. Thế thì uh, quý anh chị mà thấy hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ, hãy copy cái đường link này ra cho nhiều người hoặc là người thân người nhà của mình ở quê được biết, kẻo là um, người nhà của mình lại bán đi những cái tài sản rất là đặc biệt và quan trọng như thế này, đúng không? rồi chúc quý anh chị đầu tư thành công và nhớ đăng ký kênh. Ờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.